Ui xì xì. Ui xì xì. À mày, thì hello mọi người, lại là mình cùng mở miệng đây. Hôm nay thì mình sẽ quay tập được mới cái gì nha. Thì ngày mai mọi người sẽ có cái bộ bơ mọi người. Trời ơi, muốn thích ghê luôn. Ý gì đây? Đúng rồi. Ngày mai có một bộ bơ nha mọi người. Bộ bơ ở trong cái kiểu kho báo mọi người. Và mấy NPC thì ba người tại hơn. Thì cũng sắp tới mùa nó ăn nữa mọi người. Ở trong đây chưa đợi nó cho kiếm em phi rồi. Wow. Rồi bây giờ sẽ đi tham quan nha mọi người. Còn ta sẽ biết có gì không. Để mình đi tìm cái xe buýt. Đầu tiên là mình sẽ hướng vào xe buýt trước. Thì cái quả bơ thì nó cười. Thì ngày mai là sẽ đào vương báo mọi người. Thì sẽ được nhận bộ bơ một. Một là cây đèn. Hai là cái quả bơ yêu dấu của mình. Ba là cái giày bơ nha mọi người. Áo bơ á mọi người. Mà mình thích nhất là áo bơ đó. Mình nên tiến và coi xe buýt nó nằm ở đâu. Không biết xe buýt nó nằm ở đâu. Mình sẽ biết thôi. Hết kia ui biểu hả. Trời ơi mình bận đúng. Đúng luôn, đúng màu xanh luôn mọi người. Có màu trắng nữa. Nó cũng hợp luôn á. Mà sao trời không thấy tiết dơ vậy hả. Sao không thấy trời có tiết dơ gì hết đi trời. Dạ yeah, một đọc tiết hả. À mọi người, thì hôm nay tháng 12 á mọi người. Người ta làm nhiều với mọi người, nhiều cái tiết vậy mọi người. Thì mấy cái trước á, mấy cái mùa trước á. Cái mùa trước á thì cũng có đã Noel rồi. Nên bây giờ có lại á. Thì có một chú nào đó, có một cái miếng nữa mọi người. Vậy, mua hả? Cái gì vậy? Trồm hôi. Con trồm nó hôi ghê. Con trồm nó hôi nhất như là của mình. Ủa cái là cái đồ vậy. Rồi đi. Mình sẽ mua trắng cho hộp hôm nay nha. Mình sẽ mua cái màu trắng rồi. Ok rồi thì bây giờ mình sẽ bây giờ buổi lại chút nhanh tiếp đây. Cái buổi tiếp gì à đó mà hai mình nhận cái cài rồi. Bây giờ mình ủ gì vậy? Sao tự nhiên cái té luôn rồi. Đây mình mới nhận cái tài SP nhất. Sao là hết cái này là tới cái càng nhiều pin nhất luôn á mọi người. Mình đâu pin yếu rồi. Ui, phải cuối cùng nhận món quà bango pin mặn. Bây giờ mình sẽ thay cho túi mua đau nha mọi người. Mình sẽ thay màu trắng nha. Thử lại từ đầu nè. Từ đầu em gục gì đúng không. Giờ mình sẽ thay nha. Đây cái hạt màu trắng. Cái mặt thì mình chọn lại một cái thôi nha. Tóc để mình đi nhựa màu trắng. Mừng mà. Cái tóc này mình không có. Mình lấy tóc này nha. Nhưng mà tí nữa sẽ đi nhựa màu trắng. Ủa có màu trắng không ta. Có rồi. Rồi có. Coi coi. Mình sẽ thay màu trắng hết luôn nha mọi người. Sư sư. Nhìn nó cũng trắng trắng. Trắng. Đây. Quà. Wow. Áo mình có hai cái áo. Mình có ba cái áo trắng luôn. Tuyết mượn cái này. Bốn. Ủa cái này có màu đỏ với màu đen. Này có màu đen. Có gì màu đen không. Mà mùa đông vậy vẫn áo mẹ có lạnh quá không. Rồi chút. Ấy hộp nghỉ mùa đông luôn.
Ê, hồi nãy Quân chọn dáng, trời ơi Quân. Mà bọn nhá dễ thương không? Mặc dù á là màu vàng á người, nhưng mà cũng có chi tiết màu trắng á mọi người, cũng có lông màu trắng. Sao mày mà nghĩ thế ông cù luôn á mọi người. Mà bọn nhá gì chơi dễ thương ta, bọn nhá này. À mọi người bây giờ mình chỉ chọn quần nữa chứ đợi lâu quá. Ý, có một cái quần màu trắng xinh luôn, mỏng hộp. Mà có cái váy, tự nhiên nó màu xám mà có phiền màu trắng. Nhưng mà có cái quần màu trắng xinh luôn nè, bạn tặng mình á. Mà giờ bận cái áo này cũng được. Nhìn được, được, nhìn đẹp. Mình lâu cái mình thấy đẹp nha. Giờ bắt đầu chọn dài. Ơi có một cái dài đúng nghĩa luôn nè mọi người. Mình cũng có một cái dài màu trắng bích ca đó nè. Một cái dài đúng nghĩa luôn á mọi người. Vì sao cũng có chi tiết trắng mà cho mình bận nha. Dù nó là màu hồng nhưng cũng có chi tiết màu trắng. Ừ, không sao không sao. Màu quá màu hồng mọi người thấy không mọi người. Nhưng dù sao cũng có chi tiết màu trắng mà. Mình sẽ bận cái này nha, cho đúng nghĩa một đồng. Mùa đông thì vẫn nón nó sẽ hợp lý hơn. Để coi mình có cái nón màu trắng không. Ừ, có cái gì màu trắng thì cái nón màu trắng không. Cái ốc sơ này thì là nó không hợp lắm. Màu mận nó này không sao, bây giờ mình chỉ cần chọn theo chi tiết mùa đông thôi chứ mình không chọn màu trắng nữa. Mình chỉ chọn chi tiết mùa đông thôi nha mọi người. Chỉ có nghĩa là mùa đông thôi. Giờ mình chỉ cần có nghĩa là mùa đông thôi chứ mình không cần gì hết. Ok mọi người. Còn lại chút còn cái phần này nữa. Mình cho khẩu trang đi. Vẫn cái ca có hợp không? Không hợp mà vẫn cái nhỏ. Ok. Giờ mình sẽ tháo ca nha người. Ok đã hợp rồi. Giờ mình sẽ cái lớp lắc của mình ra. Lớp lắc hồi nãy mình lấy rồi. Không biết nó là tiếng gì ha. Ủa hay gì vậy? Cái gì vậy? Ô người ơi, thật ra cái ký của nó là vậy nè. À mọi người ơi, có một cái sự kiện thiết kế trang phục Tết nha mọi người. Hình như ai kế đẹp nhất thì sẽ được đạt tiền gì tiền mấy trăm đi. À 1,5 triệu nha mọi người. Một cái kiến của mình thì nó đã thử rồi nha. Mọi người nghe thử nè. Nhưng nó cũng đã ra chứ bộ. Con trắng. Cái này có con trắng nha mọi người. À mua chú trộn nè. Chú trộn này có điện mến cắm mà. Chẳng trộn má khô quá mùi. Trời ơi, thôi, không cầm nữa, không cầm nữa. Không cầm nữa, ớ quá. Chú người biết rồi ha. Ui. Mà chỉ cần làm theo mùa đông thôi. Bây giờ mình sẽ tia leo chị Hân của mình. Ôi, coi chị Hân làm gì. Ừ. Thấy chi chen ca bí luôn hả mọi người thấy không? Thấy là biết luôn rồi đó. Rồi qua liền. Trời ơi mọi người, tụi nó ngoài game có thể thích nói, có thể nói chuyện với nhau được nha mọi người. Trời ơi, mình còn không nhận ra luôn kìa. À alo, cho hỏi là mấy giờ rồi? Còn điện thoại biết rồi, 6 giờ. Ôi giời ơi.
Dạ không. Dạ không. Ủa sao nói đi. Chào 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 chào. Chào tới đây nào. Chào. Ủa sao nghe vô rồi, đừng nói lỗi nha. Ê, ê alo, cho hỏi mấy giờ rồi vậy trời. Alo. 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 Ôi chán chà. Chở em đi chung coi. Không thấy cái con cừu mũ mỉm này hả? Trời ơi, con cừu mũ mỉm mà không biết. Cái gì vậy? Để đây, đừng nói đi nha bậy. Còn bây giờ ai sẽ hỏi cho mấy giờ người ta. Alo em anh chị. Cụ mỉm à. Cụ mỉm à. Đây là cụ mỉm à. Cụ mỉm à. Trời ơi thấy không trời. Mệt quá. Thấy đồ hả. Tiền có bộ chó luôn hả. Làm mơ đi không có cái nào giống đâu. Mọi người bận theo nghĩa có mùa đông mọi người. Ui, ui chạy đâu ở trời giới. Ơi, cụ mũ mỉm nè, chạy đâu vậy? Alo. Ui, ai dù. Ngứa thay à. Nhảy nhảy cây thôi, đưa ra nhé, cái ghế cho nhảy lên. Đó, nhảy nhảy đi rồi nhảy nhảy cây. Đã phải cầm. Ê, chờ chờ chờ, cái xe chạy gian dữ à. Đưa lại mở xe này cho được. Ủa, à, một chiều buổi xưa. Ủa, sao bay quá dễ dàng. Đợi chút ném à. Giờ anh ném nha. À, muốn thử vậy hả? Đứng lại, đứng lại. Em ném dính lại em ném kìa. Dính lại em ném kìa. Ui nha, không trúng. Sao đứng lại em vù rồi. Rồi. Em trúng. Miếng đúng nữa. Trời ơi chán thì làm gì đây. Không chuẩn. Ủa chút chưa. Chút chưa. Mà có một kiến à. Một chơi nha. Chứ một kiến mà đời chứ nhạc nhẽo cái thôi nó cũng chết rồi. Mà đơn. Mà ngứa. Mình đang mướn mấy cây đó trước. Bây giờ mình sẽ bắt cây của mình mướn. Ok. Giờ muốn đổi cây em mướn. Nhớ nổi em xin nè. Phải qua cái nướng. Nướng xong khỏi ăn luôn. Vì mình nướng là nướng xong mới là khỏi ăn luôn. Ủa mọi người đừng có đứng sát nữa nha em. Chứ không đứng, đứng là khu như cục đùi luôn. Nướng nè mọi thấy không. Trời ơi sao nướng không ăn được trời. Bây giờ muốn thói nè rồi ăn. Không ở trong game là gà mà. Sao thấy tròn tròn. Không ở trong trong game là chọn. Trang chọn. Trang chọn nha mọi người là gà. Rồi mua đổi cúng thôi em ơi. Mua đổi cúng thôi. Mở cái cầm á. Đó.
ngày mà cứ tăng nắp luôn. Á? À? Ê. Cái này là đánh trống mọi người đâu biết rồi đúng không? À, cái này có cái chữ gì ở trên kia thôi mà không dám lấy đâu. Nhắc chứ. Ừ. Ô, không có giờ người ta hàng gì đâu. Vô vô chưa nhào nhau nhau dòng sao qua con cá như lắm hai bạn giàu này. Ủa sao giống nhau dữ vậy, sao có lời dạy cái mặt cái cứng cái nhau hết nữa. Ê à đúng rồi ha, có à mà có cái này nè. Bận bận rồi cặp thử cho hai bạn nó xem. Đầu tiên là một cái áo mọi người. Đi coi coi cái áo nó nằm ở đâu. Ui. Ui áo con mắt có mấy bạn. Thôi hả dạ. Giờ mua váy cái cương được không? Không tha thì bán xăm yên cương cũng đã lan quảng rồi. Mua tập các bạn thấy sao? Ừ à có cái mày giòn cỡ lắm dài. Ừ, lấy hai cái xương sườn sau đó cái ngựa ở cái này ra. Ừ, có vẻ bằng đi hơi lạnh bằng phố xa tí xa vậy chứ ạ. Cái này có cái tay dài, cái này có tay dài. Ok mọi thì bây giờ mình sẽ cái đồ cho nó ấm nào người mang vớ rồi. Thường thường mình hay bận. Giờ thì mình sẽ thay bộ khác nữa nha. Giờ mình sẽ thay giày khác nha. Đúng miệng mùa đông luôn. Mình chơi đúng miệng mùa đông luôn nè. Rửa mắt này ra. Đem cũng vô. Để chút coi tóc đẹp không. Ừ. Để cái tóc này được. Đợi chút càng càng hồn hộp luôn. Ok mọi người thì bây giờ mình sẽ nhận hộp kem cuông này nha mọi người. Người ta gửi thư gửi khi quá trời không thể làm miếng nắp kia luôn. Và tí rồi coi sao. Hai tấm thư này hình như là cũ quá rồi mà cũng chưa đọc. Hai tấm thư này ui như ca tặng gì nọ. Oh my god mọi người ơi, vậy Shinika tặng cho mình cái máy đồ chơi mọi người. Trời ơi vậy Shinika tặng cho mình cái máy đồ chơi luôn. Ok
mình sẽ trả lời cho người, mình sẽ tặng cái nào để trả ý. Tặng này không đủ nguy cơ. Mình tặng này. Cái này đi. Cái này đi. Hai cái nào ta? Mình chọn cái chuông. Mình cho thành cái chuông nha. Ok mọi người. Ok người, giờ chơi luôn. Xin cái này. Bây giờ thì mình sẽ gửi người một hai ba người để coi coi chị ơi Candy Cat thích không nha. Ui mình nghe. Ủa bạn cái lần đầu tiên rồi, cái sao bạn này còn đứng đây còn chơi không vợ, còn ai nữa? Cái bạn khi đâu rồi này, còn ai? Các bạn còn ai nha mọi người? Ủa người làm cái gì nữa chưa? À đi tìm ai đó à, trời ơi đi tìm ai đó, trời ơi. Thôi dòng chạy trước nha. Nè đã em ơi, xong cái quẹo thầy vòng tròn đi cho mặt ghê luôn. Ok giờ thì mình chết tới sáng rồi mọi người, để mình coi coi còn gì mới không. Ôi cảm ơn chị cực nhiều nha. Ok rồi thì giờ mình sẽ đi làm nhiều vụ. Nãy nhận gì á, xem tất cả mình sẽ coi coi nó có nhận cho đây không. Bự. Ok thì cũng vậy thôi, thôi nha. Vậy thôi nha. Dòng sẽ hey. Sao đó cái mình nhảy lên yên đi thôi, đi kiểu gì hả cháu? Hay bây giờ dòng theo khám biết đi, sao đó cái mình đi ra đâu rồi cũng chưa theo khám, không biết có theo dõi không. Đâu rồi mình cũng chưa theo khám mọi người, đâu rồi đâu có theo khám. Rồi sẽ leo khám nha, sẽ để cho chú giữ cho mình cái này, sao cái mình bấm vô rồi chú sẽ lấy chứ vô rồi thấy đâu mà thèm thử nha. Mùi xem thử ra coi coi đơn do từng bậc mong mình sẽ vô lẹ. Trời ơi dạo thoái nó bị gì vậy ta? Ui chị chị em mới quên sao mà hôm nay tôi gieo cái nhóm đó mình thấy còn đó không? Chồng của em này họ cũng đâu có biết chơi giỏi gì đâu, chơi giỏi gì nữa không bờ rổ đó, chơi giỏi rồi rồi vậy đó mới hay á. Mình chỉ chơi đại thôi nha. Mình chơi một tí thôi, còn 4 phút nữa sao mà em kịp. Giờ mình chỉ còn ngồi chơi thôi chứ giờ không em kịp đâu, người ta tịch thu rồi đồ chơi tiền của mình mà còn gì nữa. Này ôi đúng rồi, giờ mình cũng chán nữa cái gì mấy này mình đâu có đeo hát chán lắm thiệt, mấy này còn quên cái mới thôi mà tay mắt mắt làm bài ngủ quá mà mình quên quay luôn. Nó mừng mong mấy nhà phát hành sẽ
Mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình và đừng bỏ kênh của mình. Ok mọi người, thì mấy nay mình sẽ quay nhiều hơn nha mọi người, để cho mọi người được coi gì em. Kêu nhiều hơn nha mọi người, đừng có bỏ mình nha. Trời ơi, giờ mình sẽ leo lên nè. Giờ mình leo thật bực, để không biết có thắng không. Đây. Mình thường nó nhẽ vào đây luôn nè. Đó. Đừng bực bực tiền sao mình nhảy vào đây. Trời ơi, chồng ghét nhất luôn nè. Là Quỳnh đâu chơi gì đâu. Thường có mấy lần mình nhảy qua tay gì luôn à. Nhiều giờ không nhảy được rồi. Nhảy xong có cái bồng rồi. Trời ơi, xíu mình rớt luôn. Trời ơi, xíu mình bóng rớt luôn rồi. Bạn này mới được nhận cái cài xong cái đeo luôn nè mọi người. Mấy bạn này hình như mới được nhận cái cài cái đeo mất tiêu rồi. Giờ thì mình khỉ có 10.7 cho 10 kìa mọi người. Mình sáng đi ra. Ui lên mà ghét cái này nhất nè. Mình sẽ dùng thuật phẩm nha. Mà có ổn không nhờ. Thì cũng sắp hết thời gian rồi kìa. Còn ổn không. Mà đừng có đợi như người. Đừng có làm theo tay. Mà thường 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 mà làm vậy bị đứng máy hoài. Nên mà cứ từ từ leo thôi. Mà không cần gì phải gấp. Giờ một cái lần từ từ leo thôi, không có gì gác hết. Ừ mà không có gì gác hết. Hãy rơi đúng rồi. Giờ mình ngồi đây mình chơi, mình bảo quá. Ok mọi người, thì bây giờ sẽ đợi cho hết thời gian của mọi người. Tại còn có mấy phút. Chỉ vậy ai quá. Kiểu như mấy bạn lên nhập làm một phẩm cứ nghĩ là mà mấy bạn dùng một phẩm đó không lên được cứ xong cái bạn nó có mạnh nghĩ xong rồi xong nãy biết thế rồi làm như vậy để chia hết thời gian đó còn chín mấy thôi. Giờ mấy bạn còn lang thang chưa có hạn kìa, thấy không, người ta nhảy lên nhảy xuống kìa, bật quá kìa. Mình không lấy hạn. Mình vui, tại vì mình đâu có dùng bộ phẩm. Giờ mình mới chính là dùng bộ phẩm này. Dùng hết luôn. Mình sẽ chữa này lại nha. Ok, bắt đầu. Cả ba cái này mình được miễn phí nha mọi người. Ui. Nghĩ tắn mà nghĩ cái này hoàn toàn được. Ui dạ. Cầm bật chết luôn. Cầm bật lâu luôn. Ai một suy nghĩ luôn. Sợ mà nghĩ gì nữa. Ui dạ té. Ui ui da đậm đầu. Trời ơi cái này dễ đậm đầu lắm nha mọi người. Nhiều phẩm gì dễ đậm đầu lắm nè. Đó cái gì chưa. Cái gì hồi nãy chưa khỏi dùng cắn luôn. Ui 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 gì. Mình sẽ nhảy ở đây. Hãy em chịu đi xem em dạ thì cần uống nhiều lúc mà nó nói
chưa tỉnh. Từ lúc mà người ta được những cái cài khi người ta tiêu nhiều sắc pháo. Có mình không tiêu mình. Một đống người đi cho mày đi. Tí mình sẽ ra đây của cài này. Bộ tao thấy đẹp lắm. Thế cái gì có nguồn hình mò tôi chế á. Mà bộ chưa đeo sống chỗ này nữa. Cái gì hồi nãy khỏi dùng phẩm tôi đi cho rồi. Trời ơi, thấy chưa. Mày phải lấy đà rồi. Mày có cách này. Trời ơi, mày vô bụng hai lần nè. Mày có cái này, mày hai lần nè. Sao mày không biết? Trời ơi, kéo nghĩ ra đó. Thấy chưa? Ồ, có sẵn quá gì lắm chưa? Chồng thử chơi một lần. Thấy chưa? Anh nhờ có cái đồng luôn. Thấy chứ mẹ đó, chứ mẹ vô. Đồ, thấy gì chưa? Thấy chưa? Mọi người thấy gì không? Ui, mọi người dùng vật phẩm. Mình không cần lo cái này đâu. Mình chỉ cần lo cái này thôi. Mình nhảy một lần nữa là cái mơ lên kia rồi đó. Hay chứ. Trang cho đúng dạ. Cái người đi là tự bận. Mình chịu người đứng xưa. Ui, nghe rớt luôn rồi. Đấy, bảo rồi mà. Cười luôn chứ sao mà cười. Cây. Hơi à. Ui, ẻo dịu người bước xuống. Mấy nát không bớt luôn bận. Thế si du ủi si ta chi đi à. Ủa hay thiệt. Ủa cho hỏi nó vừa. Đi đâu rồi? À, đi dọn chỗ. Tôi tìm. Mãi chưa nhận tiền á, bây giờ chưa cái cho mình nhận tiền. Rồi bây giờ cô nhảy qua hai bậc cùng lúc. Đó, ổn. Cũng à, cô bị bức thư. Tôi chết. Rất luôn rồi. Thấy thế à? À. Bây giờ được đâu. Oh my god, wow. Hãy chia. Chết đâu mọi người, lên cho mình đi. Thấy chưa, người ta gọi bồn bồn rồi vậy. Được, hết hồn. Trời ơi, còn 1 phút còn 19. Trời, xong là xong tiếng Việt luôn. Trời, có 3 những này nha. Trời, xong. Thế mình sẽ dùng hết luôn à, chơi luôn. Ok, giờ mình sẽ dùng tiếp nè. Bắt đầu. Cái cánh kia tí rồi dùng. Đi. Nào còn bật cao lên dùng. Đó, hay chưa. Đó, ở chợ. Khi đó có được dùng cắt thì cái đó là hợp đó. Nhiều giống đâu chứ vậy nè. Kiểu như là một dân lắp ló ấy. Và cái bị quỳ về giống mình thấy không người. Thấy gì chưa?
Thì em không có cái cánh, cái này nó không ăn. Giỡ có đẩy là bao nhiêu thì mình cũng không có bị sao hết. Đây vừa phẩm mà. Ây dù. Rồi để em qua luôn bạn. Ủa gì ạ? Hay chú. Ừ mà chiêu thiệt chứ. Giờ mình còn dùng cánh. Sau đó mình sẽ quay qua kia. Mình có cách này. Ui, mình thấy gì chưa? Tới luôn. Chiêu chiêu chiêu. Chiêu chiêu. Nè, có cách. Mình sẽ nhảy thôi. Chiêu chiêu. Ui. Ủa à, mình chẳng bị đất xứ. Thấy gì chưa, thấy gì chưa, mọi người thấy gì chưa. Trời ơi, mình bò ra cái bột kia. Cảm ơn trời. Cho ỉm qua. Ôi. Trời ơi, đủ gì. Ai nói cái gì hết. Ú à, một chồng mua đất sư. Để chút nhận tiền cách. Mọi người tham tiền. À. Cái này không lo. Cái này không lo nha. Cái này không lo. Ui da. Trời ơi, rớt xuống một chiếc cái mụn rồi. Ui ý ý ý. Mình sắp tới đích giờ. Bậc này nguy hiểm nhất rồi. Ơi, sao chứ em ơi. Ủa gì vậy? Ủa, cho hỏi là mấy giờ? Đó. Ơi, sao chứ em ơi. Ủa gì vậy? Mình đang mơ mộng lâu rồi. Trời ơi, sắp chứ em ơi luôn ấy. Ơi, đợi mình chút mình còn 2 phút thôi. Ê, alo. Còn 2 phút nhỉ. Ui, chị lẹ. Để đừng nghĩ là ổn quá. Mình thử nghe lần kia thôi. Trời ơi, nhảy hoài nữa, rớt hoài. Mình đang bật cái bật này nè. Mình nhảy lên cho bạn được nó được. Còn hai cái kìa. Dạ, sắp trồng một cái á. Trời ơi, hết hồn. Cái gì? Con có cái này. Mình đi vô đây qua nhé. Đây. Sao tấm thì đi vô đi. Ui da đựng đầu. Mình đang thích. Ủa. Có ào chờ mình thích thôi. Nghĩa dữ rồi. Hả chứ. Cái này từ từ thôi. Không cần phải gấp hết. Mình sắp tới đích rồi. Ủa ào chờ mình thích xuống. Ở đó, cái này thì mình chỉ còn. Bây giờ mình sẽ nhảy như này. Từ từ lấy hạn coi có bé hơn đâu. Còn coi để mình coi 9 còn nhiêu phút nè. 3 2 1 còn đó một cái này quay. Trời ơi người ơi, thấy gì chưa mình không cần cái đôi giày cái tóc này đúng không vẫn thẻ ngang như vậy. Đó hay chưa, hay gì chưa. Thì giống như cô nàng thì ta tự đưa trên tóc lên hẳn. Ôi ôi, cô đừng kéo ngửa hạn. Có người hạn 1 rồi mọi người. Nãy nhiều người thấy gì. Có người nào hạn 1 chưa. Để mọi người biết đây.
Ôi có rồi mọi người. Tôi biết rồi đó. Tôi nghĩ ra nè cho bạn xem. Để chiếu khoảng 3. Tại vì sắp hết thời gian rồi mà. Ủa giờ ôi giờ mình giàu à. Ủa sao giống mắt kia nãy vậy quá. Bây giờ mình sẽ không dùng bột phẩm nữa mà mình sẽ cho mình xem tài năng của mình. Nhiều được. Cái gì sợ. Cái gì sợ nữa. Sổ sổ á. Thôi 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 chạy ra nhảy ra. Nhảy ra. Cuối cùng con thỏ nó trả cho mình đồ chơi của mình rồi. Đây không có kịp tiền luôn. Giờ sẽ mượn một anh người đó tiếp cho em mua tiếp cơ hết rồi đi trả luôn. Ui bên kia còn có ăn mất tiếp cơ kìa. Ừ tiếng kia qua kia sao đó anh muốn mày qua có một bạn nào đó nên có cá mộng mơ hay trong hộp ấm điện thoại sau đó cái ngoài cái đồng luôn. Ui da không à bạn dám gạt mình à mình có bằng trả rau nhớ không họ lâu xong chưa nhau đó thế bạn chưa. Mình lại mua thêm một quả cầu tiếp nhấn vào cái bàn này một cái. Ủa ha 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 ha. Ủa không trúng không trúng. Trời ơi mình ném đâu vậy. Ha ha. Chơi cho vui thì bạn ơi mình chạy về chứ đây. Mình chạy về sẽ đốt mình sẽ qua thằng phở mới. Wow, bên kia coi có gì mới không? Có đẹp không? Xinh không? Nó sáng không? Đẹp xinh sáng không? Không biết. Bây giờ thì mình sẽ qua coi thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ cầm quả cầu tiến hành. Sau đó mình qua cái nhà của mình trước. Để có coi ở đó có. Ờ ờ ờ ờ ờ cái con hay chà chà. Giờ mình sẽ đi ra ngoài bờ ra ra. Rồi sau mình sẽ đi thành phố mới. Ok ok về luôn. Đi xem quá đẹp dữ vậy. Ồ nó cả sáng nặng đồ đẹp chứ. Cái nơi quá vậy. Yeah. Ủa sao kìa. Sao đường không chảy tiếp vậy hết vậy. Kỳ sao mà vui dữ vậy. Giờ đây có gì nữa không. Còn trắng không nên mình sẽ thử thách mình ở trong đây một miếng. Là bây giờ mới biết còn nhiên. Ok rồi thì theo cách phối đồ của mình rồi. Ui nó bị gì vậy. Em ném thử một tí không coi. Đó tỉnh giấc lại rồi mà. Đó mình mới ném tí phải tỉnh lại rồi. Trời ơi tỉnh xong trời sáng tiền. Theo phong cách pin của mình thì bây giờ mình sẽ có coi trong nhà cái gì nữa. Và khi mình có trang trí thì mình sẽ qua hàng thông khói rồi. Cái thằng phố mới đâu nè. Để mình biết coi có gì nữa không. Bây giờ mình sẽ đi coi thử nhà. Trời ơi, giá ghê luôn.
mong là người sẽ ủng hộ cho mọi người, đừng có bỏ mình đi. Mình sẽ gắn qua việc hơn nha. Giờ thì mình sẽ đi qua hàng thứ mới coi có gì mới không. Không biết có nhiệm vụ gì mới không. Bắt gà thì nó rất là khó, chỉ có mấy phút thôi. Chắc người ta nghĩ ra dễ. Mà sao mình không thấy có nhiệm vụ gì mới không chứ. Gì mới cũng không thấy đâu hết. Không biết bây giờ có mở cái tiệm gì mới chưa. Để mình coi bản đồ thử. Mình đi coi bản đồ thử nha mọi người. Ui yếu dữ rồi trời. Em ơi cô anh xong hôm nay chưa dẹp tới nhá. Lại là đợi anh chút nữa rồi nha. Oh my god mọi người ơi, hôm nay trong cửa hàng có bán một cái chỗ ui nó xinh, chỗ ui nó đẹp quá. Nhưng mà mình có cái gói này thì mình cũng phải hai y chang vậy mà chỗ ui nó đẹp quá. Trời ơi mọi người ơi, hôm nay có cái gói. Trời ơi, nếu mà có thì mình cũng mơ. Còn đi chơi gà. Chứ bây giờ oh my god. Cái này à, đi đám cưới nhau sao mà đẹp dữ. Cái đi đám cưới nhau rồi. Và có hai gói nữa. Cũng có gói bán 1 tiền và gói không bán 1 tiền. Đây. Đẹp á. Mình có kiếm kim cương gà chứ. Mình sẽ mua cái đó nếu mừng đủ. Chỉ có cáo chạy nó bán đỡ tiền mà. Nó có đủ rồi mua. Giờ sẽ giúp nữa coi có gì nữa. À nó bán có ca hát này hả. Ui nó có mấy thịt này. Nó có mấy thịt nào người. Đây nó có mấy. Ok mọi người thì bây giờ mình sẽ tạm biệt mọi người tại đây nha mọi người nha. Ok bác là mọi người nhớ subscribe cùng mọi người và cái kênh nha mọi người nhớ cho thông báo nhiều nhiều video mới nha mọi người. Bye bye mọi người, bye bye. Và trước khi bye bye và mình tắt cái clip thì mình phải ăn một cái kem mới đã. Đây để mình mua chú kem này nha. Trời ơi, tự nhiên mất hết rồi. Này mất lại em lại. Mình sẽ mua cái kem ngon nhất. Mà nó cũng to nhất. Có mấy cái sao rồi. Đi làm lấy cái kem bây giờ vừa hát vừa ăn. Mà giỡn mới thôi mà chứ mà đời này không nên đâu, không được. Giờ mình sẽ ăn cái kem ngon miệng của mình. Nhầm nhầm nhầm. Nhầm 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 nhầm. Ủa có bổ kìa nổ vô, sao nổ vô trời. Nổ miệng bụt bùm luôn rồi trời, trời ơi nổ quá. Có gì nhiều chuyện nổ vô trời, thầy ơi sao có kìa nổ. Hãy cho sao á, kẹo nổ. Trời ơi. Thôi mình xin bye bye người. Ở clip nha mọi người. Thì sau đó mình sẽ qua mình qua một cái liên minh nữa nha mọi người. Các người thì bye bye mọi người. Nhớ subscribe cho cùng hiểu với cái kênh nha mọi người. Nhớ chung thông báo nhận video mới nha mọi người. Bye mọi người, bye bye.